chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, trong tập trước chúng ta đã cùng nhau khám phá chợ đêm Pleiku như thế nào với rất nhiều những cái món ăn ngon. Thật ra thì không nên quá kỳ vọng vào đồ ăn ở chợ, vì bản thân các bạn cũng biết mà, ở tỉnh nào cũng thế thôi. Chợ đêm đồ ăn chất lượng nó phải chăng và giá cả của nó thì khá là hợp lý, cũng như là bình dân để tất cả mọi người đều có thể đi được. Nên rằng là ở trong những tập sắp tới thì Ninh sẽ chính thức khám phá ẩm thực của Pleiku qua những cái món ăn mà đặc trưng và từng quán bán một ở những cái địa điểm nổi tiếng, cũng như là những địa điểm mà dân địa phương hay đi ăn. Thì đấy, trong tập ngày hôm nay và tập sau, và không biết có tập sau nữa không nhỉ, thì chúng mình đi khám phá những cái món đó. Còn sáng ngày hôm nay thì Ninh đang có mặt trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Đại Đoàn Kết. Thật ra thì quảng trường này rất giống Lăng Bác ở Hà Nội, một cái gọi là sự trang nghiêm cũng như là sự rộng lớn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mục đích của chúng ta không phải chỉ đi thăm các di tích hay là những cái danh lam thắng cảnh, mà chúng ta còn phải đi ăn nữa. Sáng nay Ninh sẽ ăn gì nhỉ? Ngày hôm nay Ninh có hai nhiệm vụ là đi ăn phở hai tô và bún cua thúi. Sáng ra thì đi ăn bún cua thúi thì hơi đậm đà, nên chắc là mình sẽ đi tìm phở hai tô. Và ở Gia Lai thì nổi tiếng có lẽ là hai quán, đó chính là phở Hồng và phở Ngọc Sơn. Thì bây giờ hãy cùng theo chân Ninh, chúng ta sẽ cùng đi ăn phở khô. Dậy muộn rồi nhưng mà vẫn buồn ngủ mọi người ạ. Mà đã thế, lý trí của mình sáng hôm nay khá là tức giận vì ngày hôm nay nhiệm vụ của mình chỉ là đi ăn phở khô và đi ăn bún cua thúi là hai món chính trong ngày hôm nay. Nhưng mà từ sáng đến giờ mình đi 4 quán rồi, quán Hồng, quán Ngọc Sơn cho phở khô thì đều đóng cửa. Xong rồi mình đi thử hai quán bún cua thì cũng đều đóng cửa. Nên là mình đã quyết định random, và ngày hôm nay thì chúng ta đã dừng chân tại quán phở khô gia truyền ở số 333 đường Nguyễn Du, phở khô 333 ở đường Nguyễn Du. Thì mình đã gọi một cái tô phở khô đặc biệt, nhưng mà nó gọi là một phần phở khô đặc biệt thì đúng hơn, vì ở đây phở khô luôn được gọi với một cái tên khác, đó chính là phở hai tô. Ở trên bàn của Ninh hiện tại thì đang có hai tô chính, là hai cái tô này nha. Cái này là giá trần trụng để ăn kèm thêm thôi. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái tô phở như thế này. Thật ra nhìn thì nó không giống bánh phở đâu, nó hơi giống cọng hủ tiếu một xíu, và cảm giác nó sẽ hơi dai dai. Ở trong đây thì sẽ có thịt băm này, có hành phi này. Đây mọi người ạ, cái tóp mỡ ở trong đây nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ăn nó khá là giòn và ngậy ngậy, nhưng mà không hề béo nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một tô nước phở cùng với cả bò. Ninh nghĩ rằng tô đặc biệt thì nó sẽ có nhiều bò hơn bình thường. Còn một tô bình thường ở đây, tô phở tô bình thường thì sẽ có khoảng 35k thôi. Đó, nhưng xì dầu ngon quá. Nhưng mà tại sao món này mọi người lại thấy đặc biệt? Tại vì khi mà ăn ấy, chúng ta sẽ phải tự trộn, chúng ta sẽ tự là những cái người trộn ra cái bát theo cái hương vị của mình. Ở đây Ninh sẽ có tương đen. Tương đen này thì mỗi một quán họ sẽ có một công thức riêng để chế biến. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ớt, và nếu cần thì các bạn có thể cho thêm xì dầu. Bây giờ thì Ninh sẽ tự pha chế hương vị của mình nhé. Theo như lời các bạn ấy nói là mình cho từ từ thôi, trộn không được thì ăn thêm. Mình sẽ cho tương đen này. Đấy, hơi rén một chút. Mình cho một chút xì dầu. Và mình cho một chút ớt. Tuyệt vời. Sau đó mình sẽ trộn đều lên nhé. Thật ra quán này đi vào random nhưng mà nhìn cũng đông nhá. Vòng sau nên rất đông luôn. Nào, trộn đều lên. Sẽ bị một cái là nếu mà các bạn ngồi mà nói nhiều quá nha, là nó sẽ bị khô cái bánh và nó sẽ bị cứng cục. Nên là nói ít thôi. Đùa đấy. Thời gian có một cái mẹo để cho các bạn khi mà ăn nó không bị vón cục như thế này, là các bạn cho một ít cái nước phở này vào. Mẹo này là Ninh học được các bạn chỉ ở trên mạng ấy. Thì nó sẽ dễ tơi cái bát bánh của mình ra hơn. Đó. Hấp dẫn quá. Cái mùi nước tương đen này rất thơm nhá.
Xin mời mọi người cùng thưởng thức phở khô Gia Lai với Ninh nhé. Thật ra là ở Kon Tum cũng có, ở Buôn Ma Thuột mình cũng thấy, nhưng mà phải nhất định là phải lên Gia Lai để ăn thử. Lên Pleiku. Nào, xin mời mọi người. Mình sẽ ăn thử ăn một miếng phở khô mình trộn xem như thế nào. Cái sợi rất dai nhá. Nhưng mà nó không phải sợi hủ tiếu đâu. Cảm giác như nó là sợi mà khô. Thì đây là phở khô. Nhưng mà ý như là nó là sợi mà kiểu mình ăn liền xong mình ngâm nước các thứ ấy. Chứ nó không phải sợi phở tươi. Nhưng mà nhạt. Mình sẽ cho thêm mắm. Cái mắm nước, à cái nước tương này rất thơm nhá. Tương đen rất thơm nhá. Đấy, cứ phải vừa ăn vừa nêm mọi người ạ. Thì nó mới ra được cái hương vị mà chúng mình thích. Nào, làm lại nhá, ăn lại nhá. Hơi chua chua, đậm đà hơn rất nhiều. Nhưng mà Ninh cho thêm ớt để nó cay cay nữa. Ngon đấy. Món này ăn đậm đà một chút cho nó ngon nha mọi người. Vì mình đã có một bát nước canh ở đây rồi. Một bát nước dùng bò. Ngon thế. Nước dùng này mà cho bánh phở của mình vào thì sẽ hơi nhạt. Nhưng mà ăn cùng với đồ trộn thì nó sẽ cân bằng vị. Tuyệt vời nhá. Bảo sao mà mọi người cứ bảo là món này đặc biệt và món này là phải thử khi mà các bạn lên đến Gia Lai. Mọi người ạ, hôm qua Ninh xem thời tiết thì thấy thời tiết dự báo ở trên điện thoại của mình bảo hôm nay hơi âm u. Nhưng mà sáng ra khi mà thấy thì nó không âm u lắm đâu, nó bắt đầu lên nắng rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi cái này, đi ăn phở khô này. Sau đó thì mình sẽ đi cà phê Thu Hà. Lúc đấy cũng đã tạt qua thử ở đấy rồi, đông lắm, buổi sáng đông dã man luôn. Sau đó thì mình sẽ đi chùa Minh Thành. Sau đó thì mình sẽ ăn bún cua. Bún cua trưa nay chắc là mình sẽ vòng lại ở khu chợ nhỏ để mình sẽ ăn thử bún cua thúi ở đấy xem như thế nào. Và chiều nay thì chúng ta nhất định là sẽ phải đi săn hoàng hôn ở một quán cà phê nào đó ở bên dãy núi bên kia. Ok, bây giờ thì Ninh ăn nước phở khô Ninh ơi. Mọi người ạ, sau khi ăn xong phở hai tô phở khô thì mình ra cà phê Thu Hà. Thật ra thì khi mà bước ra quán này thì Ninh nghĩ, cái suy nghĩ của Ninh ấy là chính là chắc đây là kiểu một cái thói quen của người dân Pleiku khi mà họ mỗi buổi sáng ra đây ngồi chiêu chiêu cà phê, ngắm đường phố, và đặc biệt là thời tiết trên đây nó đủ thích và nó đủ nhẹ nhàng để mình cảm thấy rằng là cuộc sống nó êm đềm và các thứ. Thì thật ra là bản thân mình ở Hà Nội cũng vậy, rất là hay đi cà phê, đặc biệt là lên khu nhà thờ các thứ để ngồi vào những buổi sáng mà rảnh rỗi. Thì nó là một trải nghiệm thú vị đấy. Thực sự là với những ai mà cảm thấy cuộc sống lúc nào nó cũng gấp gáp và nhanh chóng thì những cái phút giây ngồi uống cà phê nhâm nhi như này, ngắm đường phố quả thật rất là tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn đã giới thiệu cho Ninh một cái trải nghiệm này trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Cà phê rất thơm và ngon. Thật ra là đấy, dạo này Ninh tập uống được cà phê rồi nhé. Trước đây uống bị say, nhưng bây giờ thì không thể thiếu. Các bạn ạ, ở số 348 đường Nguyễn Viết Xuân có một ngôi chùa mà khi mà đến Pleiku chúng ta không thể bỏ qua, đó chính là chùa Minh Thành. Ở ngay đằng sau Ninh đây là chùa Minh Thành, nhưng tại sao Ninh không vào được? Mất công đến đây rồi, nhưng mà bởi vì trong thời gian dịch bệnh nên là chùa đóng cửa. Ninh khá là tiếc, tại vì cái ngôi chùa này thì nó rất lớn và kiến trúc nó rất là độc đáo, như các bạn thấy từ mái vòm đến các thứ ở phía bên trong. Nó hơi mang hơi hướng của Nhật một chút. Nếu mà các bạn đã xem cái series Ninh Travel tại Nhật thì sẽ thấy nó khá là giống. Đó,
Nhưng mà khá là tiếc là Ninh không thể vào đây để khám phá được, nên là hẹn Pleiku và hẹn chùa Minh Thành vào một dịp khác Ninh sẽ vào và tham quan. Còn bây giờ thì Ninh đang khá là không biết phải đi đâu. Lịch trình ngày hôm nay, hôm nay là một ngày không may mắn với mình nhá, không may mắn với cả đoàn mình nhá. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound, all the odds were against me. So I picked up the pace, and now một địa điểm để có thể đi được rồi, tại vì là chùa Minh Thành thì hôm nay đóng cửa, nên là hiện tại Ninh đang có mặt tại Đồi Thông Diên Phú. Đúng không? Diên Phú đúng không? Đây là một cái khu mà các bạn training cũng nhắn tin cho Ninh và bảo rằng là anh ơi nên check in ở Đồi Thông đi vì nó khá là xinh. Lên đây thấy công nhận là một cái bãi có thể cắm trại rất là hay nhá. Nhưng mà có một vấn đề khi mà lên đây là Ninh thấy là mọi người cắm trại xong mọi người không dọn. Nhiều đội không dọn nên là vẫn còn rất là rác bẩn các thứ ấy. Thì mọi người nên chú ý rằng nếu mà mọi người tìm được những cái địa điểm cắm trại đẹp thì nên dọn sạch sẽ trước khi đi, trả lại nguyên trạng cho nó. Còn bây giờ thì Ninh sẽ đi chơi, chụp ảnh ở khu này. Và sau đó thì trưa nay chúng ta sẽ đi ăn bún cua thúi. Nhưng mà Ninh đi chụp ảnh. Người ơi, đây là lần đầu tiên Ninh nhìn thấy quả thông nó vẫn còn ở trên cành cây. Đây này, để Ninh cho các bạn xem. Đấy, cái quả này nó hơi nhỏ nhỏ một chút. Nhưng mà các bạn thấy không, như kiểu ở đây đã từng xảy ra cháy rừng hay sao mà Ninh thấy tất cả các gốc cây ở đây. Với cả, đây này, mọi người nhìn thấy dưới này, quả thông nó bị cháy này. Đây này, quả thông nó bị cháy. Nên Ninh nghĩ rằng ở đây đã từng bị xảy ra cháy rừng. Nhưng mà cây cối nó vẫn khá là tốt. Thôi, nghĩ đến mấy vụ cháy rừng cũng sợ đấy, nên là mọi người cũng cẩn thận củi lửa nhé, đặc biệt là vào những cái mùa khô mà đi cắm trại các thứ thì cũng nên cẩn thận. Nghe tiếng anh quay phim thở mà Ninh mệt theo đấy nhá. Này, cái này tiện cực. Các bạn đi đâu mà đi picnic nhớ mua cái này đeo tay chống nắng, xong rồi mà nó cũng không bị nóng. Đó, thích quá, lên đây đi khám phá thiên nhiên được đấy. Sau một chặng đường không dài lắm so với những chặng đường chúng ta đã từng đi trước đây thì Ninh đã quay trở lại chợ nhỏ và hiện tại thì Ninh đang có mặt tại số 2 đường Phùng Hưng, bún cua chi. Mọi người ạ, sáng nay khi mà qua đây thì quán chưa bán món này. Ninh không hiểu sao ở trên đường người ta cũng sẽ ghi nhiều là sẽ bán về buổi chiều nhiều hơn. Đó, thì nó cũng giống như bún đỏ ở dưới Buôn Ma Thuột thì người ta cũng sẽ hay bán về chiều. Đây, bây giờ thì hiện tại Ninh đang có một cái tô bún cua như thế này. Lúc đầu mình cứ nghĩ trong đầu, bởi vì mọi người cứ nói là đi cách mấy nhà đã có thể ngửi thấy cái mùi này rồi, nhưng không nha. Vào đến đây rồi Ninh mới bắt đầu ngửi thấy, nhưng mà để ngửi cận nhá. Thật ra là nó rất là thơm, cái mùi riêu cua bình thường ấy. Ninh chưa thấy cái mùi thối ở đâu. Thôi, số này mình sẽ nói là mùi thúi thì ok. Để ăn món này thì chúng ta ở đây sẽ có một tô như thế này. Ở trong đây sẽ có bún này, có măng này, có da heo chiên giòn này. Đó, Ninh vừa cho thêm một chút ớt ấy. Và dưới cái nước cua lên. Ở bên trái này các bạn sẽ thấy là có một cái quả trứng lộn. À, đây là trứng vịt được nấu trong cái nước này, nên là nó ngả sang cái màu đen đen. Đó, bên này là rau sống nè. Ở đây thì sẽ có nem chua này, chân giò này, và một cái gì đó ở đây quên mất tên. Đó, nhưng mà thôi, Ninh sẽ
chế cái bát này trước, mình sẽ cho vào đây một chút mắm nêm. Trong mắm nêm này thì đã có ớt rồi nha. Sẽ bảo cho xíu xíu thôi. Mình sẽ cho thêm ít ớt. Đấy, đấy người ta gọi là cho ít. Ok, trộn lên nha. À, mình có chả ram mà. Đây mọi người ơi, món này sẽ ăn cùng với cả chả ram nữa. Mọi người ạ. Trộn đều lên. Một tô này cũng nhìn qua thì cũng có vẻ ít ít nha. Ui, cái da heo nó dính vào nước này nó bụp 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 bụp. Thật ra là Ninh đang câu giờ. Nào, ăn thử nhé. Mọi người có nghe tiếng da heo nó bụp 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 bụp. Ăn với cả một miếng da heo này. Khi các bạn ngửi thì nó sẽ không có mùi đâu. Nhưng mà khi ăn ấy, các bạn sẽ thấy cái mùi. Cười cái gì? mùi riêu. Cái nước nó khá là nồng. Phải nói là nó khá là nồng luôn đấy. Nhưng Ninh nghĩ rằng là món này là, nếu như phở khô nhá, là một cái món lên đây mà ai cũng có thể thử, thì món này một số bạn sẽ khá là lăn tăn đấy. Nhiều người thấy comment trên mạng là em ở đây nhưng mà em không thể ăn được món này. Nó sẽ hơi gợn gợn bắt đầu, nên sẽ ăn đến một chút măng nha. Thôi cho chả ra vô này. Đến gấp thứ hai là Ninh đã cảm thấy là quen được với cái vị rồi. Và ăn khá ok, đặc biệt là khi mà các bạn ăn với chả ra nó giòn giòn, thơm nữa. Ninh sẽ cho thêm vào đây một quả trứng. Có ăn hết một quả trứng này không ta? Đến thứ hai là Ninh bắt đầu quen nha. Đó, đây là trứng vịt nha. Mình sẽ cho vô đây. Vậy ngon nhá. Lúc đấy muỗng đầu tiên, gắp đầu tiên là thế thôi. Nhưng bây giờ ăn lại ngon nhá. Nhưng không còn cảm thấy cái vị nhựa nhựa hay là nồng nồng nữa. Nó rất là đậm đà và cay. Nó hơi cay cay. Thế nữa các bạn quay phim không ăn thử nha. Ngon quá. Đâu, nên sẽ bắt một miếng chả giò. Đây. Các bạn, mình cho hơi nhiều ớt. Đây, bò nha. Giò bò nha. Chính là giò bò trên đây ngon đấy. Rất là thơm, không bị nồng mùi tiêu. À, cho một ít rau sống nha. Mm.
Ngon. Ngon nhá. Ngon nhá. Theo như tìm hiểu của Ninh ở trên mạng ấy, thực ra là gia đình định ra hỏi ở nhà chủ, nhưng mà mọi người đang ăn cơm trưa, nên là thôi anh tự nói. Cái nước đen đen này này, nước cua này, này là người ta sẽ lấy cua đồng xong rồi người ta sẽ giã ra và lọc với nước, và cái nước đấy người ta sẽ để ủ đúng một cái lượng thời gian, thì theo như anh nhớ là để qua đêm hay sao, nhưng mà phải đúng một cái thời gian nhất định ủ để nó lên men như vậy người ta mới đem đi nấu. Chính vì vậy mà cái nước này nó có cái mùi rất là đặc trưng, và cái màu đen này cũng gọi là rất đặc trưng luôn cho cái món bún này. Trước cái giờ đến đây, Ninh nghĩ trong đầu Ninh đã kiểu cảm thấy sợ sợ. Và đúng là cái muỗng, cái cắp đầu tiên Ninh cảm thấy sợ thật, vì nó cứ nhợ nhợ cái mùi cua ấy. Nhưng mà khi mà càng ăn lại càng thấy ngon. Thì vậy mà bảo sao là ở trên đây nó thành một cái món đặc sản, và nhiều người cảm thấy còn nghiện, nghiện cái mùi này, nghiện cái vị đậm đà này, cũng như là chút cay cay này. Thì nếu mà đến đây, các bạn đừng quên thử món bún cua Thúi nằm ở Chợ Nhỏ nhé, xuống 2 Phùng Hưng. Thật ra là có một vài cơ sở nữa, nhưng mà Ninh thì nghĩ rằng là chắc là cũng xem với nhau thôi. Mọi người hay ăn ở đây thì Ninh đến đây để ăn thử, và nó ngon. Giá cả Ninh sẽ bán ở đây cùng với địa chỉ để các bạn dễ theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Ninh sẽ đi vòng vòng xem trong Chợ Nhỏ có những gì không, và sau đó thì chiều nay chúng ta sẽ có một vài cái hoạt activity rất là vui đấy. Bây giờ đã là 4:30 rồi, và các bạn thấy nắng nó đang chiếu thẳng vào mặt mình không? Nhưng mà đây là nắng buổi chiều, và thực sự là sắp đến giờ hoàng hôn nó xuống rồi. Và mình đã kịp ra đến một cái quán cà phê có tên là Chill Factory để có thể ngắm hoàng hôn. Quán này thì Ninh được một bạn ở Instagram, bạn ấy có gửi cho Ninh bảo anh ơi, anh thử trải nghiệm ở đây đi, vì em cảm thấy là hoàng hôn ở đây nó thoáng, view đẹp và nó ok nhất. Thì mình đã kịp ra đây và gọi nước rồi. Khi mà vào quán thì thấy có rất là nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ đến đây chơi. Không biết là đợt này các bạn có phải đi học không, nhưng mà thực sự là đang rất là vui ở đằng sau luôn ấy. Hoặc đi học về xong là ra đây. Có lẽ đây là hoàng hôn cuối cùng các bạn được ngắm ở trong clip của Ninh. Còn những ngày sau đấy thì mình sẽ đi những cái địa điểm khác thú vị hơn, cũng như là có nhiều cảnh đẹp hơn, chứ không phải là hoàng hôn nữa. Thì hãy cùng ngắm hoàng hôn chiều nay với Ninh. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, và follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating nhé. Cùng chờ đón xem tập sau ở Pleiku chúng ta sẽ đi đâu. Thank you.